No, xin chào mọi người nha. Mình sẽ tiếp tục video đi bẫy chuột của mấy anh em mình nha mọi người. Anh theo dõi anh em mình nha mọi người ơi. Đó, rồi mình đi bẫy, đi tìm những cái con sót nha mọi người. Nay trời khá là mát nha. Đó, đồng ruộng rất chi là đẹp nha mọi người. Vâng, đó, và em mình sẽ bẫy chuột và bắt cá luôn nha mọi người. Mình theo cái mương này nha. Hôm qua mình đi gặp rất là nhiều cá nha mọi người. Uầy, mình sẽ bắt cua đồng nha anh em. Mọi người có hay bắt cua đồng không? Đây mọi người, đây là cua đồng nha. Này, bắt cua đồng với mình nha mọi người. Đó, mọi người thấy chưa, càng của nó này, càng của nó uy lực rất là cao nha mọi người, phải để ý đấy. Nào, mình sẽ bắt cua cho vào đây. Cua nhỏ thôi. Rồi mình sẽ thả cua này đi nhiều người. Đó, mình thả cua rồi, tiếp tục đi tìm những con động vật. Dạ, cái gì đâu ạ. Tiếp tục nhau, rất nhiều ốc ở mương này, chắn là nhiều chuột. Chiều em mình sẽ đi bẫy ở đây nha mọi người. Cảnh quan rất là đẹp. Đó, ruộng rất là đẹp nha. Đó, anh Giai lại đi qua anh ăn quả rồi. Mọi người có thấy ruộng không ạ? Đẹp lắm mọi người ơi. Đó, thằng anh bên kia nha anh em. Đó, mọi người thấy anh áo trắng bên kia không mọi người? Rất là ham ăn nha. Thấy gì ăn đấy. Không biết vì có ngộ độc không nữa. Thằng anh trai em tạp anh em ạ. Khá lắm đấy. Trời, trời rất là mát. Quay như một idol luôn. Ghê chưa, ghê chưa. À, mương bên này em theo mình đi để bắt cá nhé. Nó tiện thể thu bầy chuột luôn. Anh em theo mình nha. Đưa cái hang chuột to này anh em, nó đào vào ruộng khá là nguy hiểm. Đây là vườn rau nha. Đó, đẹp lắm mọi người ạ, nhưng chỉ mỗi tội là chuột cắn phá hơi bị nhiều. Tóc mình dài quá, đi cắt chọc anh em ạ. Cắt chọc cho nó mát. Trời, tí trời mùa vào mùa hè nó sẽ nóng mọi người. Đó, xa xa bên kia là vườn hoa của Thạch Thất, rất là đẹp nha mọi người. Đó, để phục vụ Tết nhưng mà chưa Tết chắc mòn cả răng.
đồng rất là đẹp, thích hợp để đi thả diều nhá, có gió thả diều nhá, gió rất là to. Mình sẽ đi theo con mương này nha mọi người, mình sẽ theo con mương này, có rất nhiều cá koi nha mọi người. Mình có biết cá koi không, mình là mình không biết đâu, nó giống như cá bống, cá chuối mọi người ạ, cá quả ấy. Đang anh trai đi thăm mộ anh em ạ, rảnh quá đi chơi mộ bên kia anh em. Cái bao bấy này rất là nặng nha mọi người, hay về mang bán sắt vụn, tí mang về đi bán sắt vụn đây em ạ, cho thấy anh trai khỏi đi bẫy luôn. Cầm máy quay khá là mỏi tay, đổi tay em ạ. Em đi theo mình nha. Có cả cá vàng này anh em, nhưng mà nó khá sâu, mình không bắt được đâu nhá. Đó. Mọi người biết cánh đồng phải bao bọc này để làm gì không ạ? Chuột ở đây rất là nhiều, không thể bọc lại rồi khỏi chuột ăn nha mọi người, và nó cắn nó phá nha mọi người. Ủa rồi cái kênh mương này sao cũng không than nữa vậy, trời ơi. À hóa ra là cấy vào để cho chuột ăn, đứa chuột vào bên trong nha. Em theo mình nha. Tôi sẽ đưa anh em đi bắt cá nha. Cái chuột kệ nó luôn đi, đi bắt cá luôn em ạ. Đây cũng có vẻ là khá có nhiều chuột anh ạ. Mình thấy dấu chân ai đi bên dưới bấy mình ạ. Ui, chuột cắn phá ruộng này mọi người. Quá là khủng khiếp. Mình sẽ đưa mọi người đi bắt cá ở chỗ mấy cái mương bé bé nha mọi người. Mương to không bắt được đâu nha. Có khi mình lại phải lội đấy anh em ạ. Ok, quyết tâm lội luôn. Mình sợ bùn này nó sâu ấy. Quả thật là như vậy, bùn này rất là sâu. À, cũng không sâu mấy nha mọi người, gọi là cũng đi được. Hay là anh em mình lại tiếp tục đi câu cá ta. Đi em ạ. Thằng anh nó đứng bơ vơ bên kia không biết để làm gì luôn. Khi kìa anh em, hình bóng xa xa bên kia mọi người có thấy không ạ? Không biết nó là nghịch gì bên kia luôn ấy. Đó. Ôi ôi. Ôi ôi. Ui. Khoan khoan khoan.
Sợ mình thấy cái dây điện ở đấy ta. Có giật mình không nhỉ? Ủa, chắc là không đâu. Nặng quá mọi người. Mình chỉ giữ cái cam nha, không là nó rơi mất. Ướt điện thoại là thối rồi. À. Sao lại không có cá nhỉ? Cái tờ giấy gì đây em? Sao nó lại chọc vào cái cành cây này? Lạ nhỉ? Hôm nào mình sẽ đi bẫy ở đây nha mọi người. Chỗ này rất là đẹp, thích hợp lắm em ạ. Bắt cá. Em đi bên này. Vâng. Mình sẽ đi theo đường này bắt cá đi. Dạ. Vâng. Dài. Dài sửa bẩn quần áo mình em ạ. À, không lo đâu. Để anh em đi xem cái này rồi. Đây là cái đầm rất là to nha. Đây, bẫy chuột bắt cá anh em ạ. Đầm này họ nuôi vịt nha. Vịt anh em thì thế mình không biết nha. Hình như là vịt hay sao anh em. Ui, sâu đấy. Khó đi lắm anh em. Mình thấy cái điện bên kia nguy hiểm thế nhở. Sâu quá mọi người ơi. Uầy, sâu vậy. Đây là cái đầm nha mọi người. Rất là nhiều cá đấy mọi người ạ. Nào mình sẽ đi tát nước bắt cá cho anh em xem nha. Mệt quá em ơi.
Đi một cái đầm này thôi mệt quá anh em ạ. Cố lên. Thôi ạ. Chà. Ôi trời ơi. Ủa cái đầm này chảy lên này. Dạ. Đi bên nào ạ? Sâu không? À, úi dồi. Tí mình bị ngập. Về mình bắt đêm em ra đây ạ. À, úi dồi. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi. Trời ơi. Nó lại như này. Bên đó là một đàn vịt nha mọi người. À, anh đứng bên kia. Ba. Bộ lên. Vượt qua rồi. Ui. Nhiều cá lắm anh em ạ. Đó, anh em thấy chưa? Khá là nhiều cái nha. Mình sẽ đi cùng được. Ui, cá này anh em. Ui, cá thì nhanh chạy này anh em. Em có thấy gì không? Mười bảy. Ui, trơn lắm rồi. Ua. Cá nha. Ôi giời. Vâng. Ôi giời. Phải á. Đây thằng anh mà từ lúc kia không biết trốn cam đi đâu. Cái gì? Hả? Không. Là thế nào? Lâu xin chào anh em nhá. Có cái đấy cái để đấy xuống rồi chân tay đi, xuống rồi chân. Đây này, đây đây có bậc cái này em ơi, bậc cái này. À, bậc cái này. À. Em tôi đã phải rửa chân tay đàng hoàng nữa. Có biết bơi không? Có. Lâu ăn xuống, có bậc vẫn có bậc mà. Có bậc không? Ừ, cũng bình thường. Không chết được. À, câu ở đây cũng được. Hả? Ở sâu hơn mấy bên kia. Ở đây chắc anh nghĩ chắc nhiều cá đấy. Ngồi ở đây nghỉ tí đã. Bây giờ anh em tôi sẽ phải ngồi nghỉ tí đã. Chiều đi lên trên kia chở bàn của anh nhá. Vâng. Chở cái bàn mang về để lấy chỗ ngồi. Anh chuyển máy tính các thứ của anh sang phòng bên cạnh. Vâng. Để phòng đấy chật quá. Vâng.
Hôm đấy còn lấy chỗ ngủ. Em có học dựng video không? Dựng học gì ạ? Cắt ghép video ấy. Có. Học dựng. Thì lúc nào rảnh thì nếu mà buổi tối mà không đi quay ấy, thì anh dựng là không là lúc đấy anh dạy em dựng là anh không là em không được tiền đâu đấy nhá. Cái đấy em học dựng đi rồi sau rồi có sau rồi mà dựng dựng tốt là đi dựng cho người ta được nhiều tiền đấy. Học cái nghề dựng video cũng được, nó chịu khó mà dựng mà máy tính, anh có máy tính nhà thì chịu khó học mà dựng, bà mẹ câu cũng được. Mà là ngày thì làm đây này, làm cùng anh ấy. Không rồi tối thì tối thì học dựng video nhà anh. Học cái đấy cũng được. Làm nó nhàn, nó không phải như mệt như phải đi như đi xanh vương em ạ. Anh đấy mới chịu khó nên anh mới bảo mày làm. Còn làm cái video này với anh thì nó cũng không biết nó được lâu hay dài đâu. Cứ học được video đi cho nó chắc chắn. Đi đâu anh? Cái câu của em. Cái câu nào? Không quay á? Bên kia mà tí nữa đây là người sẽ đi qua đấy. Thế chỗ em để quần áo à? Như vừa nãy biết đặt lấy khi lúc lấy chuột có đặt máy quay như thế nào, hay là lúc nào cũng cầm một tay, lúc nào cũng cầm một tay đặt con không có chỗ nó khô mà. Đặt khi cho nó quen đỡ mỏi tay. Nay sâu hơn nay nào nhỉ? Nó độc hơn. Sâu hơn. Nay đầy nước hơn này. Quay trong là được hay là vịt cào? Rồi em đi câu hay là đi đâu? Đi câu. Câu á? Từ ngày thì đi đâu? Câu hay lại ngồi vắt chè. Thì là hai cái đấy không? Câu. Em phải đi đầu run đấy. Vâng. Rồi anh cầm cái đấy cho. Thằng này nó quay. Hả? Ừ. Cái này phải mình phải bật cái này lên. Bật nút công tắc đấy thì cái này nó ngang ra đây là đứng yên thì anh em tôi sẽ tiếp tục đi về để chuẩn bị đi câu anh em ạ. Hồi trước ở chỗ này là hay có nước trong này nè. Nó hay có cá, có các thứ ở trong. Này hút nước rồi chuyển sang bên kia. Ờ. Khi nào bên này đầy quá. Bên này nhiều quá nó ngập lên hẳn trên này này. Thì phải hút nước chuyển sang. Kia là chỗ cần câu kia kìa. Vâng. Hôm nay sẽ đổi địa điểm câu. Câu bên ống nước này. Run hôm qua còn không? Còn biết chạy hết chưa hay nó khô rồi. Chết khô, chết nắng rồi. Chắc phải đào run mới nhỉ? Vâng. Đi.
tí xuống thì cầm cần sao không được. Và khi nào nghỉ thì em phải đi sang bên kia một chuyến. Bên nào? Đi chỗ câu cá. À nhầm, không phải, chỗ lấy chuột. Được hai con chuột. Đi. Hai con chuột. Mà này thì còn chưa lật thôi. Đấy kia mà quay nó đang bắt chai kia cơ. Hả? Ta đang quay nó mới mày. Cái gì? Nhắc là đi đâu? Sang chỗ bắt chuột một chuyến. Để làm gì? Em quên xe rồi. Quên xe rồi. Cái chỗ à, mai anh em mình để. Chưa mình đi lấy. Không, lúc nào cầm máy quay rồi đi sang đấy quay được. Vâng. Rồi đi 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 lượn sang đấy một chuyến được. Làm cái tiêu đề đi. Đi tìm chiếc. Đi đã lấy bẫy chuột bỏ quên dép và cái kết. Lấy được bẫy quên mất dép. Làm như mấy cái nhà bé bé này đỡ mệt này thì em toàn làm công trường to ấy. Đỡ mệt cái nào cũng mệt hết em ạ. Nào cũng mệt. Mở anh ấy cửa cái. À, chưa dâu phải thịt vào chuột đi nhá. Vâng, à, thịt vào chuột. Rồi, mở cửa đi. À, lấy hai con chuột ra đi. Để anh vào anh đun nước. Bây giờ anh em tôi sẽ phải thịt hai con chuột này đã anh em nhé. Thành quả của anh em mình như này, với một con hôm qua tôi mất rồi. Thì luôn ngoài này nhá. Vâng. Em ngồi đây đi, ngồi tạm ở trong video rồi đi. Ngồi đấy được. Có hình ở trong video rồi. Có người trong con này nhưng mới được mọi người, còn hơi thở anh em ạ. Hơi nóng. Con này chết đuối rồi anh em. Mình sẽ thịt hai con chuột này cùng bạn nó nhỏ rồi. Đó. Đây, cho anh em xem con chim của tôi nhé. Đây. Mình mới quay mà sợ. Anh cho con chim của anh ăn chưa? Cho ăn rồi, sáng nay vừa cho ăn rồi. Kiều phải đi mua sâu cho nó ăn. Ở đây còn một tổ này. Đây này. Biết cái gì không? Cái vòng. Quất hình bì đấy. Cái vòng, cái phong bì gì đấy. Quất hình cây bì gì đấy. Hả? Nghe tiếng phổ thông là bi quất bi quất hồng bi. Còn gọi tiếng mường cây vòng. Cái gì? Cây vòng. Cây vòng. Cây vòng á? Vòng. Cây vòng. Chỗ anh gọi là cây vòng. Cây vòng. Cây vòng với cây vòng nó như nhau mà anh. Chiều phải trẻ cây để đánh dấu không à, đánh dấu được cái nào mình cắm cái đấy không là quên mất đấy.
Nay có quên cái nào? Nay không. Hả? Đến lúc bay về? Em không đến. Em đi hết chỗ hôm qua. Cây khô. Cây kia khô hết rồi, vẫn muốn trồng. Cây này chắc phải bao nhiêu hôm mới được tưới một lần. Kéo hết rồi. Cái này để đây nó cũng chả lợi. Cái này trồng lên trên tầng. Ơ đây cái này nhà anh treo rồi, treo cho bằng khó, treo cho bằng cái cân đấy bây giờ hiếm, mấy hiếm cân cân đấy, cân tạ. Dạ. Còn cái dao kia lại. Cái dao cho cái cá chú gặp chim ngoài nhé. Chân. Đây hành trình bắt lông chuột anh em nhé. Ừ.
Trên em có cũng vặt lông hay là lột da có vặt lông nhưng không phải vặt lông mà là lửa ấy, lửa cạo rồi đó. Đấy, em cùng theo cho anh em rồi nhá, bạn đi. Ơi xong để gọi lại xong rồi lông để rồi anh ấy gặp cái này đi. Làm như này thì có khi nào được nhiều quá mình nhé. Mình nước
Hành trình vặt của anh em tôi sắp xong rồi anh em ạ. Cho em có thể đi mua nè. Ủa? Mua lấy đâu? Mà chỗ anh như với cái đoạn mà ngắn ngắn này nhiều. Giờ đàn câu cần máy ấy. Chúng ta nói rằng chơi cặp, chơi cặp cuộn mùa.
ra luôn. Con cho này nó tẹt rồi cho anh nhé. Để này em nhìn nhé. Được bằng cái cho to như thế này. Hạt nó
có mà. Để lại là được cả mình. Vừa xong rồi nha mọi người.
Vâng ạ. Em không uống đâu. Em không uống đâu. Tôi sẽ kết thúc cái video này đây anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.